Đối với bài trắc nghiệm 100%, các em chỉ cần vào phiếu kiểm tra trắc nghiệm. Các em thực hiện nhập đáp án và gửi là đã hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm. Đối với bài kiểm tra tự luận, các em lưu ý. Các em đọc kỹ văn bản đề bài cho và các ảnh đính kèm nếu có. Nhấn vào các ảnh để đọc kỹ đề bài. Chúng ta thực hiện làm bài. Sau khi làm bài xong, các em tiến hành chụp ảnh. Và chúng ta sẽ tải ảnh lên bằng cách Adwork. Upload form. Chọn ảnh đã chụp. Và tiến hành nộp bài.